mẹ kỳ lệnh đợi chờ thiên đình, đúng hạn kỳ màn lệnh ban ra. Dạ chào ngọc. Các con chịu lực bù tò, lòng qua quyết định con mà còn giống. Nhìn xem mẹ đã mỏi mòn, lực thì hành đức mẹ đây đợi chờ. Các con trần gian nan khổ cực, mẹ đâu vui mà ở cung tần. Gửi con xem đây mà về, một kỳ hối lỗi tội này nghe con. Mít bị hư rồi. Chúng trần gian đò chiều giá tám, chúng sanh linh cứ bị nhà nhồi. Dương gian hai chữ đau lòng, tâm can hai chữ lòng đau đớn lòng. Chúng trần gian đò chiều hai chữ, chúng trần miền hai chữ nắng mưa. Đời con khổ cực dây dưa, thế gian lắm chuyện ngày nay nào nùng. Dạ chào Thu Hằng. Lòng gia tám ngón ba đã định, chiến đò chiều hai chữ bước đưa. Gước người con đảo về quê, gước người con mẹ trở về thiên hai. Này lữ khách không mau trở lại, chốn đò chiều không kịp nữa đâu. Gước ai thì gước trở về, ngôn ba đã tới mau mau trở về. Dù cuộc sống tuôn bờ lướt bụi, tâm thần này có được gì à đâu. Canh chài đổ lễ lâm găm, vì đời hối hả mình à đây mỏi mòn. Chào tôi Kim Điệp. Nước mắt chan lòng đào đau khổ, chốn trần miền dịch ta bệnh chàng lan. Kẻ thì hai chữ hiếu hôn, lòng đau giả thắt vì cơn hiểm nghèo. Hỡi trần miền không mau tình dân, còn đợi gì trước bữa chia tay. Dương phàm đã gặp đắng cay, long qua đại hội cận kề sớm mai. Người con đảo biết lo tu sửa, người tu hành chẳng chịu nhục lòng. Dương gian còn chịu bè bồng, dương gian còn chịu não lòng sớm hơn. Chữ đạo đời mình đây vuông trả, trả cho rồi một kiếp chẳng đi. Trả rồi mình được về quê, trả rồi nhé bước sau trần nắng mưa. Dạ chào Thiện Nguyên. Gió thiêu thiểu màn lon xe con, gió hiều hiều quặng thắt từng cơn. Hôm nay hai chữ nhân duyên, chúc cầu huynh để ngày sau hương phần. Đồng nhóm lòng vì lo cho đạo, kiếp thân này một gót mà thôi. Con một dạ một lòng, dù cho gian khổ vẫn chồng từ bi. Dù gian khổ lòng đây giả thân, máu xương này nguyện dốc bề trên. Ai ơi có hiểu mấy
hiền bát nhã xem chưa gương khách, chiên đò chiều bến tấp gờ sông. Cả kiêu cấp lữ trần hồng, kịp mau kịp bước dự trong hội kỳ. Con của mẹ hỏi thấy sắp đến, các con đây diện kiến gặp thầy. Mau mau ôm tập bài hay, tại trường mẹ dạy tổ thầy nghi con. Và chồng Nguyễn Thành chào Diệu chúc Phạm Thi. Lòng qua hỏi tỷ thi đã tới, thì đức tài thi quý quả công. Nhờ thầy dạy bảo thơ đồng, con đây hữu phước về quê mẹ hiền. Lời mẫu dạy con hiền nghi nhớ, thì con được mẹ hiền chấm công. Trên giáo chủ tiên ông cũng chứng, bởi con đây ứng dụng hậu lai. Vì con của mẹ danh tài, kỳ này con đậu sắc mài thành kim. Nhờ siêng học kim tìm chân lý, được minh tâm huệ chi sáng lòng. Con ơi hãy gắng lập công, kỳ này cố gắng đứng trong địa cầu. Mấy muôn năm đau đầu muôn thở, gắng đậu cao gắng gỡ tông đường. Quy tâm bền chí kiên cường, trường an mở hội khoa trường dự thi. Mẹ khuyên con bảo con nghi nhớ, đừng lăn xao con chớ lật phai. Chỉ còn phung tôi hôm nay, các con nghe mẹ thiên thai đường về. Mẹ chẳng ép lo bề con dạy, bị lạc lầm theo trải nghiệm linh. Rồi con quên mất nghĩa tình, bao nhiêu tâm huyết mẹ dành cho con. Rồi con bị nước non trôi cuốn, tiêu xác hồn khốn đốn còn đâu. Lo con mẹ quá u sầu, dùng cớ điển bút lệ châu khó cầm. Trên cung điện âm thầm mình mẹ thương con chẳng quá lẽ con ơi. Chuyện cơ thâm trẻ ít lời, bấy nhiêu tâm quyết con thờ biết chăng. Dạ chào cô Trung. Trong cõi tế thập phương chư Phật, đều độ trần trơn thật hiếu chung. Ngày nay thân xa khắp cùng, tây cung hoàng mẫu nhiêu dung thương đời. Con chỉ hiếu cầu trời kinh Phật, lòng từ bi chứng thật các con. Thấy con tương tắc lo tròn, con nào cũng được phước hồng mẹ ban. Mẫu chờ đợi mỏi mòn lâu lắm, cho xuống trần bắt ca dạng tâm hao. Cùng vì danh lợi hô hào, tiền tài vật ca chất khó nào chiêm bao. Đời giả tạm mê giàu thì khổ, đến bao giờ con trở được ca ga. Gây bao nghiệp chướng thiết tha, đắm chìm bể tục mỹ ta là mê.
nhìn tứ phương nghe kề đau khổ, thôi rồi con sẽ bị lạc hầm. Con nhìn xem gõ chưa kìa, màn ba đã tới không về kịp đâu. Còn dánh lợi cản đường con trẻ, tạo việc lành không thấy con ơi. Thiên đình hiện nay đã rồi, màn này mẹ chuộng nhất ca tâm dày đi thời. Tu dưỡng tánh việc làm minh chánh, mẫu nhắc hoài thiên kính vạn điện. Năm châu bốn biển cần lo, vì đời chưa biết cảnh tiên là gì. Chanh cao chanh thấp so đời hại nhau, đến chừng đó dở cười dở khóc. Tam giao tò chẳng sót một ai, màn này đâu phép tranh tài. Hô hào xưng lớn ra quay anh hùng, dùng phép bùa nhiễu nhương quyến rũ, bị tà ma nó cứ hại đời. Bởi con quá giỏi tin lời, ham mê linh nghiệm khổ đời của con. Rồi con xem chẳng còn một đứa thứ bạo hùng chất chứa dạ tâm. Nghe theo ma quỷ gọi lầm, làm con mê mũi thân phàm hồn tiêu. Khi đến việc lực điều phân xử, hiền đặng con làm giữ phải tiêu. Mẫu đây từng nói bao nhiêu, sẽ coi xem lại quá nhiều không con. Lời mẫu dạy chắc non tại biển, mà con chẳng thể hiện rồi chưa. Thương con biết mấy cho vừa, chỉ còn thất tình ngăn ngừa tội căn. Lời mẫu dạy chỉ phần im dịu, con ngỡ tai chẳng chịu nghe lời. Nên khi tới việc tới bờ, hồn tiêu phách tan gà gời còn đâu. Điện cơ mẹ từng câu hồ ly, các con xem mở chi mà giờ. Bao nhiêu tâm quyết vì con, thân mẹ nào kể hao mòn tâm can. Điện thiên mẹ bao trùm vũ trụ, các con đồng khắp thụ điện quan. Lời kinh bút gõ gàng, sao con chẳng gõ tầm đàn mà đi. Mẫu trưởng quản từng ly từng tí, những lời khuyên hữu lý hữu tình. Sao con chẳng chịu lòng tin, làm cho mẹ khổ mất tình thiếu nhi. Mẫu chuyện pháp tiên kia bao chước, các con làm được những gì à chăng. Ngày ngày lo uống lo ăn, lo danh lo lợi tranh danh tước quyền. Lo cái nỗi ưu phiền sắp đến, lo làm sao cái bến yêu thương. Lo đời còn quá nhiều như anh em huynh đệ đón trường mất nhân. Lòng mẹ thương lời phân bao chước, khuyên con thơ tạo phước thiện lành. Dứt điều căn ba lời danh, quyền mê mờ chỉ anh em bất hòa. Con nên nhớ bù tòa phán xử, thì can con phải kẹt lực hình. Thank you.
tôi còn nhỏ dương dai hai chữ nhói tâm lòng hai chữ chẳng à ni năm nay phải gán chẳng à tâm kỳ còn dần à tâm để mà đăng an biên thanh anh hai ngàn ngàn lắm chẳng chịu tin Phật thanh là chi anh ơi cay đắng sầu bi cảnh đời khốn khổ giữa đời lắm nghe phải gán cầu ông bà phù hộ coi chừng tai tiếng nghe anh coi chừng tai tiếng mình mang vào mình thôi mấy câu tâm đà hai chữ chúng anh thiện hai chữ an khang chung cầu cho cái họ Ngô Đặng Khoa Hòa Quyền 32 năm nay chịu nhồi cao nhồi đắng giác sự lòng hai chữ mình à ơn ai gây hai chữ cơ đào ai gây cho chữ lễ sầu ấm mang số anh trai ngàn cay ngàn đắng hai quà vợ gian gái bề trên 31 tuổi gian nan 32 còn tới 33 khảo nhồi thôi mấy câu tâm đà gửi chung phải giống lòng hai chữ chẳng à đi năm nay việc gì cứ làm đi đừng con đừng à tính việc chị bao xa con học biết sự rồi căn bản lực thiên định vô hạn định phần trời cha thiên lý cầm cân sự phân thượng phạt cảnh trần hiện nay mẹ có thương thẳng ngày đúng đúng mong con thơ chân thật lòng thành dạ chào hỏi cha chí tâm học đạo tu hành ban truyền các lĩnh vậy mà chấm quan chung cùng lĩnh tu an cảnh thế dạy các con cô thí hành lời đừng mê danh lợi nhiễu như mẹ đây trong đứng trong ngồi con ơi các con dạy ham chơi bể mẹ bao lần dáng thế đợi tin đã nhiều lần ghế cũng son thấy đời lắm khổ gian nan đồn trường nhìn mái tao càng ngày càng thúc giục lòng mẹ đây muôn khúc còn con trước cuộc tan thương thế mà con mãi trụ trương lợi tài mẫu đã lập qua đài đại hỏi khuyên chúng sanh hãy gắng tu hành đời cùng khó tránh đau binh dù thương mẹ cũng không tranh lực trời ngài tấn diễn cần thời mau lắm mà càng còn bước chẳng lắm rồi cùng vì danh lợi chị à lôi mẹ đây vì trẻ đứng ngồi không yên mong nam nữ lửa phiền tươi tăng để tránh cơn gió bất thổi lùa chữ tu vàng cũng khó mua chung hiếu con chọn mẹ cha chấm phần đừng
đây con khổ, khổ ca con mẹ đổ dòng châu. Hãy mau khóc tỉnh hồi tu, mới là đường mẹ hổ phù dựng an. Đêm thanh văn lời son dòng hoàng mau đóng tình thương ta, bởi con trẻ còn đang phải gánh giữa đời tàn chớ hiện chớ mê. Con xin mẹ hãy đợi chờ, vì con còn phải dòng đời cha dây thân năm canh con đây đã chịu lắm nhọc nhằn con trẻ gánh mang. Mẹ thương mẹ cứu lần này, dương gian đang chịu nắng mưa dài dầu. Cô gô na ngoài kia dịch ta tả xin màu hoàng tây chuyện giùm mà cho dương gian giờ phải gương la màn trời khổ sầu lắm thay. Ai có biết cơ quyền dương thế như xin màu bà xây chuyện giùm mà cho chúng con đêm đợi ngày chờ. Con xin Phật mẹ ngày nay đồng lòng. Mẹ ơi mẹ thương lòng thương chân bởi chồng con mãi dương mang. Hỡi này lữ khách dậy chưa, đừng mê thế tục đò chiều chế nghiêng. Trong dương gian màn ba hai chữ lắm nhọc nhằn cảnh thế sầu thương. Chúng dân phải chịu đa dương cầu xin Phật mau chứng lời thế gian. Nay huynh để cùng nhau hòa quyện để cho dân hưởng cảnh thái bình. Ta là cái phận tu hành thì mau lập cái đàn tiền cầu xin. Bởi người tu phải lo phục vụ cho chúng sanh hai chữ chẳng đời. Dương gian hai chữ để huynh giờ này kính chúc nhà nhà an yên. Do hiểu hiểu càng khôn xây một đời một đạo mà thôi, dù thân có nát nguyện bên màu vàng. Con trẻ dài hồng chẳng còn dài xinh màu hoàng tây chuyển giùm mà cho. Mẹ về mẹ đổ đàn con, mẹ về mẹ chuyển cho con đầm dù có thác thân này cũng chịu, vì đạo vàng con trẻ chớ than. Dù cho cảnh khổ gian nan bao chiều phải gán giữa đời mà đi. Dù cuộc khổ tuôn bờ lướt bụi tâm thần đời còn mãi khen chê cho mình phải chịu buồn đau giữa đời. Con của mẹ mẹ thời phù hộ, con của bà Phật mẫu độ an. Đêm nay diệu
cảnh tương tàn tương sang, tâm thân con gờ gạt nổi trôi. Mẹ dù ấm quê liên hồi, cũng không cứu vãn được hồi ngựa nghiêng. Nên mẹ gửi lời khuyên chung tâm, bớt lòng mà đi dọc chót thế gian. Gan dịnh từ lúc phân nhân sanh phải chịu não nùng tan thương. Con nghe mẹ liệu lường kẻo khổ à, biết làm sao sập ba đổ con ơi. Hôm nay mẹ nói phân lời, các con hãy liệu giữ lời thân sanh. Các đại căn ăn cần ngày tháng, dù gian lao cũng chịu bệnh ta đeo. Tuy rằng gặp cảnh khó nghèo, bên lòng theo mẹ nàng yêu kể gì. Mẫu chân đó tâm thì kiên nhẫn, biết nhường nhịn tâm ấn thời cơ. Chịu đời giá tạm ngu ngơ, cho qua ngày tháng đợi chờ trên ban. Con của mẹ được phần cao cả, nhờ con lo báo trả mẹ đây. Tới đây có tổ có thầy, mẹ cha ban thưởng hỏi này đặng an. Phật tiền thanh hạ sang xuống thế, đó đến ngày non bể trời thâu. Phần con của mẹ họ bao, sống đời thượng cổ cầm bào dinh sang. Sống muôn tuổi vua ban thanh tương, trẻ muôn năm vô lượng đức tôn. Ai ai trẻ mãi lời khôn, hòa đồng thống nhất lại còn yêu thương. Nay mẹ dạy môn phương quy hiệp, lo sửa tròn cho kịp lắm qua. Đến ngày thiên lực ban ra, tam giáo phân xử con mà gã sao. Nhìn con trẻ u sào trong giá, khắp bốn phương ngọn gã phân chia. Làm cho máu đỏ đầm mà chìa, cũng như con bị kiệt chìa hoa tiêu. Lời mẫu khuyên bao nhiêu là tâm quyết, mà các con có biết gì đâu. Cứ lo tranh đấu bể nhau, làm cho tiên Phật mài châu não lòng. Nhìn cuộc thế tan bồng đau xót, lòng mẫu đầy gieo gốc bồn bề. Nhìn đời mẹ dạy u ê. Chúng mình đã mang sẽ tranh thủ để nó chặn lại lợi. Nhìn đời giá mẹ ủ ê, thương cho trần thế sắp kề giật sâu. Thấy con trẻ lòng đau tâm buông, biết còn sao cô dớt các con. Nghe theo lời mẹ lo tròn, con mà cãi mẹ thôi xong màn này. Dạ. Niệm Phật rồi làm chậm người chê, đạo thì chánh pháp giác mê. Không, một cách một ngày lại một lần. Giác mê nguôi được đặng về quê xưa. Thiền bát nhã đò đưa gương khanh, các con lo chồng trách cứu đời. Vì lòng con quá chơ dơ, ham mê danh lợi mắt gọi đạo tâm. Con tu học
không còn tầm chân ly, được sang tầm quệ chi thấu tình. Cơ chờ mái tạo rộng thanh, nó chặn hết hả cô Trang ơi. Lưu bút sử ngàn năm có một hội phong thần con trẻ hiệp chung. Phong thần đại hội kỳ này cho người hiền đức trở về quê xưa. Chào lưng chậm. Nước mắt chan lòng con già thắng, giang lắm cũng hài hùng, tương tàn tương sát còn gì quê xưa. Chào Phương Thanh. Cho con của mẹ một lần về quê, nước mắt chan cõi trần thâm mương, mỗi một lòng hai chữ đợi trong. Cước người đưa khách sang sông, là người con đạo đưa sang cuối đời. Lòng giá thắt giữa đời che che